Một chương trình mới tại sân bay cho phép một số khách du lịch bỏ qua hàng chờ và không cần lấy ra máy laptop hay là chất lỏng. Bắt đầu từ mùa hè này, một số hành khách đi máy bay ở Canada sẽ không cần phải lấy đồ đạc cá nhân của họ ra khỏi hành lý xách tay trong quá trình kiểm tra an ninh sân bay. Chính phủ liên bang đang triển khai một bản cải tiến của chương trình khách du lịch đáng tin cậy để giúp giải tỏa các sân bay bị tắc nghẽn khi mùa du lịch hè bắt đầu. Bộ trưởng Giao thông Vận tải, ông Omar El-Ghabra cho biết, một chương trình khách du lịch đã được xác minh mới sẽ mở các đường kiểm tra an ninh chuyên dụng mới tại 6 sân bay lớn nhất của đất nước. Thông báo này được đưa ra sau nhiều tháng hỗn loạn du lịch vào mùa hè năm ngoái, khi nhu cầu đi lại tăng cao sau đại dịch, làm tắc nghẽn các nhà ga và các hãng hàng không quá tải. Những hành khách đủ điều kiện bao gồm thành viên Nexus, Global Entry, quân nhân Canada và Hoa Kỳ, RCMP và sĩ quan cảnh sát có ID, và nhân viên hàng không và phi hành đoàn. Những người này sẽ có thể đi qua cửa kiểm tra an ninh nhanh hơn và được phép mang theo máy tính xách tay, thiết bị điện tử lớn, chất lỏng và gel tuân thủ theo quy định tại các kiểm tra an ninh. Họ cũng không cần cởi giày, thắt lưng và áo khoác trong suốt quá trình kiểm tra. Trẻ em từ 17 tuổi trở xuống và người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên mà đi cùng với khách du lịch đã được xác minh, cũng có thể bỏ qua các bước bảo mật bổ sung. Chương trình này sẽ được triển khai tại 6 sân bay bao gồm Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg và Montreal trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 26 tháng 6. Bộ trưởng El-Ghabra cũng cho biết họ cũng đang khám phá các lựa chọn khác để khách du lịch có thể đăng ký với chương trình khách du lịch đã xác minh. Trong khi đó thì tại Vương quốc Anh, các sân bay đang đặt mục tiêu là chấm dứt hoàn toàn các hạn chế đối với chất lỏng và thiết bị điện tử lớn trong túi xách tay vào tháng 6 năm 2024, theo thông báo của chính phủ.